Xin chào tất cả các bạn. Thì sau một thời gian cái sản phẩm Domino này tung ra thị trường thì hôm nay mình sẽ làm một cái bài review, nghĩa là tổng hợp tất cả những cái nhận xét của mọi người về cái món đồ chơi này. Đương nhiên là sẽ có những cái mặt tốt mặt xấu của món đồ chơi này sẽ cũng sẽ được nêu ở trong cái video nhận xét này. Đầu tiên chúng ta nhận thấy là cái bao bì của cái món đồ chơi này tương đối mỏng manh, rất dễ bị rách, ngay cả trong quá trình vận chuyển nó sẽ rất dễ bị rách, và từ đó sẽ khi các bạn nhận hàng thì nó đôi khi nó không được nguyên vẹn như như này. Thì cái cảm giác đầu tiên của chúng ta là cảm thấy không ok lắm, đúng không ạ? Ok, tiếp tục chúng ta đến với các quân domino. Quân domino ở đây thì chúng ta nhìn thấy quân domino được làm bằng gỗ. Tôi sẽ quay sát một chút. Nó được làm bằng gỗ. Ở đây chủ yếu là gỗ thông thôi, rất là nhẹ. Bên ngoài thì được sơn một cái lớp sơn ở bên ngoài. Khi mà chúng ta mới mua về thì cái việc mà bóc nó ra, và nó một số phụ huynh thì nhận xét rằng nó hơi có cái mùi, và ok đúng chính xác nó sẽ có hơi mùi sơn thật. Nhưng cái mùi sơn này thì nó không, chú ý là sơn của chúng ta được sử dụng là những cái bề mặt sơn của nó tương đối an toàn, không quá không có vấn đề gì, nghe không phai màu, không bất kỳ gì đối với trẻ con. Và đặc biệt này, cái món đồ chơi này nó dành cho những cái lứa tuổi khoảng độ 7 tuổi đến 10 tuổi, hoặc lớn hơn, hoặc tầm tuổi như kiểu thanh niên chẳng hạn, chơi món đồ chơi rất phù hợp. Chính vì thế thì cái việc mà gây ảnh hưởng sức khỏe của trẻ con là điều không có. Sau một thời gian bóc ra thì các bạn nhìn thấy là cái này hoàn toàn hết mùi, nó không có mùi gì cả. Đấy. Với cái nước sơn của cái này thì sao? Các bạn nhìn thấy nước sơn của nó. Tôi lấy ví dụ lấy hai quân này ra cọ vào nhau xem nó bong ra không nhé. Nhưng đầu tiên là miết này, không có cái gì trên tay. Đúng chưa? Tôi sẽ để nó bụi, tôi để lâu ở nhà nó bụi rồi. Bong cái gì không, ta lấy hai cái viên này cọ vào nhau. Các nhìn này, gỗ có thể bị lõm xuống, quan sát kỹ, gỗ có thể bị lõm xuống nhưng mà cái sơn nó vẫn mất đi. Đúng không? Cái sơn này tương đối bền màu, mà các bạn như những cái bộ này tôi để ở nhà chơi thì tương đối lâu rồi mà không có vấn đề gì cả. Thỉnh thoảng lấy ra chơi cho cháu con cái chơi không vấn đề. Ok, một cái điểm nữa là về vấn đề đối với những cái món đồ chơi như thế này thì các bạn nhìn thấy là cái ưu điểm của nó là gì? Cái ưu điểm của nó là thứ nhất là nhẹ nhàng. Một một cái hộp như này thì một cái bộ như này nó chỉ rơi vào khoảng độ nửa cân, thì khi chúng ta vận chuyển này cái chi phí vận chuyển nó tương đối rẻ, đúng không? Giá cả của nó thì rất hợp lý rồi. Một số bạn hỏi về sau khi lấy cái bộ domino này thì một số bạn nhìn thấy lên trên mạng search những cái bộ domino của Mỹ hoặc là châu Âu thì các bạn hỏi rằng là có những bộ hay không, thì mình trả lời là có những bộ này nhập từ Mỹ. Cái link có thể nhìn bên dưới, các bạn có thể trực tiếp nhập bộ này, vì cái bộ kia có giá nó quá cao, giá của nó rơi khoảng độ gần 400 nghìn cho 100 quân domino. Ở đây chúng ta chỉ có rơi vào khoảng độ trễ hơn 100 nghìn cho 120 quân domino, nên giá của nó hoàn toàn là rất phù hợp với cả chúng ta. Màu sắc thì các bạn nhìn này rất là tươi, có 10 màu,
Một bộ này thì gồm có 10 màu. Có một số bạn hỏi là tôi chỉ muốn lấy màu trắng màu đỏ thôi được không? Thực ra là cái bộ nó đã quy định như thế này rồi. Nhà xuất người ta đã sản xuất ồ ạt những cái này. Chứ còn nếu mà các bạn đặt thì đương nhiên sẽ có, nhưng cái giá thành của nó chắc chắn sẽ đắt hơn. Ok. Đây là một số cái review về về cái món cái trò chơi Domino này. Nếu các bạn mà có thắc mắc gì, các bạn có thể để câu hỏi hoặc cái bình luận ở phía dưới. Ok, xin nhắc lại một lần cuối nhé. Một bộ Domino như này sẽ có giá 120.000. 3 bộ thì tôi sẽ bán mỗi bộ với giá 100.000, nghĩa là sẽ giảm đến 20.000. Từ 3 đến 9 bộ lại có giá 100.000. Cái cao cao nữa thì các bạn mua nhiều nữa, các bạn cứ liên hệ ở phía dưới nhé. 11, 19 bộ thì giá của nó là 90.000. Ok, còn nhiều nữa, nhiều nữa. Trên 20 bộ thì giá của nó chỉ có 80.000 thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên là có bất kỳ khúc mắc gì hoặc là muốn mua hàng thì các bạn có thể gọi theo số điện thoại ở đây. Ok, các bạn nhìn thấy số điện thoại nhé. Được, xin chào và hẹn gặp lại.